Nhanh lên đi. Ngày xưa mẹ gánh á ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru đường đời. Vô ngay đi, ăn nhậu chen vô. Hai đứa con út qua đây chú mua ủng hộ cho. Trời ơi, mới bị lớn tội nghiệp buôn ba đi kinh doanh làm ăn rồi. Hôm nay làm ăn sao, con ổn không? Dạ không, quê lắm chú. Tế hả? Trời rồi ơi, ủng hộ luôn 20 tờ, đếm giùm bé coi. Đi, đem. Dạ, con gái về kêu Út cho ăn uống đàng hoàng coi, chứ dạo này thấy ốm lắm à. Dạ. Gửi con nè. Cảm ơn. Chúc chú may mắn. Thật là tuyệt vời. Lớn lên đứa nào sẽ nuôi mẹ nè? Con sẽ nuôi mẹ. Thật là tuyệt vời.